Xin được giới thiệu Kara cùng với người bạn chơi của mình. Em tới mình rồi, bạn em đâu? Bạn em còn ngại ngùng á bạn ơi. Ra. Xin chào tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình Về Nhà Đi Anh. Em là Kara và hiện tại em là ca sĩ trẻ. Ca sĩ trẻ. Trẻ, phải nhấn mạnh trẻ. Trẻ. Có muốn đi ô tô không? Không, em bị say xe. Nếu như đi gần mà bằng xe ô tô đi không? Lại càng không ạ. Càng không. Vậy thôi về. Vậy thôi về. Tại vì chương trình này ở vòng 3 là được đi xe ô tô. Ủa vậy không? Ừ. Em nói lại nha mọi người, em đi. Dạ em đi. Bé này được cái vì chương trình đúng không? Em nói dạ, lại dạ, thôi rồi, chứ rồi. Không phải là vì xe ô tô dạ, tấm lòng rồi. Của em dạ, nữa dạ, dạ. Ca sĩ trẻ triển vọng hữu tính cùng với người bạn chơi của mình. Dạ, chào bé. Dạ, chào chú. Dạ, chào chú. 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Kara ơi, dạ. Em thấy có quen với cái biển báo nào không? Em không quen nha. Tại không ai quen em hết nè. Ok em, có... dạ, ai cũng trả lời như vậy mà. Trái. Ráng lên Vĩnh ơi. Trái, phải. Giống như trong quân trường quá. Thôi chị ơi. Ôi. Phải. Trái. Trái dài đó nè, dài đó. Trái. Phải. Trái. Nhẹ to vậy hết. Ôi. Nhẹ to vậy hết. Ôi. Phải nè. Trái nè. Phải nè. Trời hay quá. Phải. Trái. Rất nhanh, rất nguy hiểm nha. Phải. Anh cảm thấy là anh rất có năng khiếu về thể thao, cho nên năm sau anh đăng ký thi SEA Games. Đăng ký thi SEA Games. Bộ môn gì anh? Mang dép lào lướt sóng. Lướt dán, lướt dán. Dạ. Thư, tao à, Kara. Lát nữa cho em xin đôi dép được không? Em me đôi dép á, em thích. Kiểu đợi có người yêu xong rồi hai đứa mang đi chung dễ thương. Mà đi đâu? Đi đâu? Đi phượt, đi phượt. Đi. Đi phượt luôn, đi phượt luôn. Anh cho mấy cái trò nặng lắm, ở nhà là anh hít xà đơn một lần 40 cái đó. Hít đất gì gì, không tiện. Không tiện hả? Tại vì là trọng xuống vậy là cái bụng đụng đất. Cái bụng đụng đất. Là không hít được nữa. Đúng rồi.